Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Đình Đăng Official. Và trong video này tôi muốn gửi một cái thông điệp tới những anh chị nào mà chúng ta mong muốn học tiếng Anh, giống như vừa nãy chúng ta mong muốn được giao tiếp tiếng Anh và chúng ta đã học rất nhiều năm rồi mà chúng ta vẫn chưa thể nào giao tiếp được tiếng Anh thành thạo. Và đặc biệt là tôi gửi tới tất cả những anh chị nào mà chúng ta khát khao được tăng thêm cái thu nhập của mình, được tăng thêm cái cơ hội cho bản thân mình và cho cuộc sống của mình trở nên tuyệt vời hơn, thì video này dành cho tất cả các bạn. Và cái sản phẩm, cái khóa học sắp tới của chúng tôi đã chuẩn bị kết thúc và chúng tôi đang hoàn thành cái sản phẩm đó, cái khóa học đó. Và cái khóa học này thì chúng tôi đã làm liên tục trong vòng 24 ngày để giúp cho rất nhiều những học viên của chúng tôi có thể là cải thiện được cái kỹ năng học tiếng Anh trong cách mà người Mỹ đang dạy cho người Mỹ. Và đây chính là cái cách nó rút ngắn được rất nhiều cái thời gian học cho rất nhiều người. Và đặc biệt nữa là mặc dù là 24 buổi liên tục học như vậy, nhưng mà cái chi phí của nó rất là tuyệt vời. Cái khóa học này được thiết kế để cho rất nhiều người có khả năng học được, từ những người chưa bao giờ học tiếng Anh, từ những người đã mất gốc từ lâu, từ những người mới bắt đầu học, hoặc là những người beginners, hoặc là những cái người mà mong muốn cải thiện lại tiếng Anh của chúng ta từ rất lâu rồi chúng ta chưa thể nào tự tin để nói tiếng Anh được. Thì chính xác đây chính là cái video để gửi tới thông điệp tới tất cả các anh chị. Và khi mà chúng ta hoàn thành trong 24 buổi trong video này, chúng tôi đã thiết kế làm thế nào để chúng ta có thể học một cách khoa học nhất, cái cách làm sao để chúng ta học giống như một cái người Mỹ dạy cho bên người Mỹ học tiếng Anh ở bên Mỹ vậy. Và các bạn không cần phải quay sang Mỹ để học cái chương trình đó nữa, mà hoàn toàn tất cả các chị có thể học được cái chương trình này tại Việt Nam và với một cái chi phí rất là tốt. Và đặc biệt nữa là cái khóa học này của chúng tôi đã thiết kế làm thế nào để có thể hỗ trợ được cho các anh chị 24/7, bất kỳ lúc nào các anh chị cần thì chúng tôi có thể hỗ trợ support được cho tất cả các anh chị ngay lập tức. Tất cả những giảng viên sẽ hỗ trợ cho tất cả anh chị 24/7. Và điều đặc biệt hơn nữa đó là gì, tất cả những cái trong video của chúng tôi thì bất kỳ một âm nào, một từ nào, một câu nào khi mà các anh chị ta nói ra thì đều được chỉnh sửa để được chấm điểm xem các anh chị đang đạt được bao nhiêu phần trăm rồi, được bao nhiêu phần trăm trong cái tiến độ của chúng ta đang học rồi. Mỗi một buổi, từng buổi một, ngay từ những cái buổi đầu tiên, buổi số 2, buổi số 3, buổi số 4 thì tất cả chúng ta đều được kiểm tra những cái từ đó. Và chính cái sự mà đo lường được cái sự tiến bộ của anh chị trong từng buổi, check cho các anh chị từng âm, từng từ và từng câu một xem là chúng ta đang được bao nhiêu phần trăm và chúng ta muốn tốt lên được bao nhiêu phần trăm nữa. Và chúng tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách để chúng ta có thể cải thiện được cái kỹ năng của chúng ta được lên nhiều hơn. Và cái video này sẽ liên tục trong vòng 24 buổi như vậy. Và được giảng viên sẽ hỗ trợ trực tiếp cho tất cả các anh chị trong cái buổi 24 buổi đấy. Và với một cái chi phí rất là tốt, rất là tuyệt vời để giúp cho chúng ta rút ngắn được cái khoảng thời gian mà chúng ta học. Và đặc biệt là chúng ta không phải mất quá nhiều tiền cho cái việc học nữa. Và giống như các chị hình dung vậy, với một cái khóa học thông thường để mà có giảng viên và hỗ trợ cho chúng ta học đúng nhỉ, thì chúng ta sẽ bỏ ra số tiền rất là lớn. Và nó sẽ khác với những khóa học online khác. Đấy, nhiều các chị bị chúng ta nhầm một chút xíu là cái khóa học online là chúng ta, nếu chúng ta chỉ xem một khóa học online là chúng ta chỉ xem qua video thôi đúng nhỉ, với chi phí là gì ạ, chỉ có 400-500 nghìn thôi, thì chúng ta xem đấy nó chỉ có một chiều thôi. Cái gì chung nhỉ, chúng ta chỉ có một chiều chúng ta học, nhưng mà gì, người ta nghe, người ta hướng dẫn, nhưng mà không ai chỉnh chúng ta, không ai sửa chúng ta, không ai giúp đỡ cho chúng ta trở nên tiến bộ hơn. Thì cái video và cái khóa học 24 buổi của chúng tôi thì là hoàn toàn khác biệt với cái điều đó. Các chị không phải học một mình mà anh chị sẽ học với giảng viên, chúng ta sẽ học với những cái người mà hỗ trợ, giảng viên hỗ trợ ở trong group cho tất cả chúng ta. Và đặc biệt là chấm điểm, chúng ta hướng dẫn các chấm điểm từng bài một, từng âm một, từng từ một, từng câu một. Thì đấy là cái điểm khác biệt để chúng ta mới sự tiến bộ được đúng nhỉ. Và chúng ta biết rằng là gì ạ, đây là một trong những cái mà giống như một cái chương trình học trực tuyến vậy. Chúng ta học một chương trình trực tuyến nhưng mà gì ạ, học trực tiếp đúng nhỉ. Chúng ta có thể giống như một cái chương trình như vậy, và thì một tuần chúng ta có 3 buổi học với nhau, ít nhất là một tuần ta học 3 buổi với nhau. Và đấy, những anh chị nào mà chúng ta có khả năng gì học nhiều hơn thì chúng ta có khả năng tốt nghiệp sớm hơn, và chúng ta có khả năng giao tiếp được tự tin hơn. Và kết thúc cái chương trình học này 24 buổi này thôi, thì các anh chị có thể nói được bất kỳ một từ nào, bất kỳ một câu nào trong tiếng Anh một cách đơn giản và dễ dàng. Và tôi sẽ cung cấp cho tất cả các anh chị làm sao để đạt được điều đó trên 90%. Và cái chương trình này là gì ạ, đã là một trong những chương trình mới nhất hiện nay ở Việt Nam, cũng như là rất nhiều các trung tâm khác chưa có được cái phương pháp như thế này. Tôi muốn chia sẻ với anh chị và chúc tất cả các chị nó sẽ trở thành những cái người đầu tiên để sở hữu cái phương pháp như vậy. Và với cái cách học của người Mỹ và dạy cho người Mỹ, thì ngày hôm nay thì chúng tôi sắp chuẩn bị hoàn thành cái khóa học đấy rồi, thì sang tuần sau thì chúng tôi sẽ hoàn thiện toàn bộ những cái điều đó. Và nếu như các anh chị nào mà chúng ta đã sẵn sàng cho cái việc là đầu tư cho mình cái khoản học tiếng Anh để chúng ta có thể dùng trọn đời về phía sau này, thậm chí dạy được cho con của chúng ta, dạy được cho những người thân yêu của chúng ta, cũng có thể nói được giao tiếp được tiếng Anh, và chúng ta tăng thêm được thu nhập chúng ta lên rất là nhiều. Nếu như chúng ta chỉ biết một chuyên môn thôi thì rất là nhiều người chúng ta thấy rằng là gì, chúng ta có cái cuộc sống rất là vất vả. Tuy nhiên rất nhiều những người bạn của tôi thì khi mà họ có thêm cái ngôn ngữ mới thì họ gì ạ, họ có được làm ở những cái công ty nước ngoài, họ tăng cái thu nhập họ lên rất là cao, họ có cơ hội thăng tiến rất là tuyệt vời, và còn rất là nhiều những cái điều khác nữa đến với họ.
Và điều đặc biệt nữa là chúng ta khi mà sau chúng ta có đi du lịch hoặc là chúng ta đi cùng với gia đình chúng ta ra nước ngoài, chúng ta công tác ở nước ngoài thì việc chúng ta tiếng Anh thì là một cái công cụ rất là đắc lực để giúp đỡ chúng ta toàn bộ trọn đời còn lại của chúng ta. Đấy, thì đây là một cái khóa học giúp chúng ta từng ngày tiến bộ, từng ngày tiến bộ cùng với các giảng viên. Và nếu như các chị đã thực sự sẵn sàng cho cái khóa học này của bên trung tâm, là một khóa học VIP và khóa học gì ạ? Hiện tại đang là khóa học mới nhất ở trên Việt Nam, với áp dụng một phương pháp mới nhất ở Việt Nam ngày hôm nay thì chúng tôi đang là những người đi đầu, thì các chị có thể đăng ký sớm theo cái cách là hướng dẫn ở bên dưới. Các chị có thể là chúng ta có thể đặt cọc sớm một cái phần học phí cho cái khóa học này, hoặc là anh chị có thể thanh toán toàn bộ. Nếu như các chị đặt cọc số lượng học phí thì các anh chị có thể inbox lại theo thông tin ở bên dưới này, anh chị nhắn tin ở chat với cái phần thông tin ở bên dưới này để liên hệ qua cho chúng tôi qua Facebook và hoặc là qua Zalo, hoặc anh chị có thể qua thông qua số hotline hoặc là email của trung tâm, thì tôi sẽ hỗ trợ các anh chị làm sao để anh chị có thể đặt cọc được cái số tiền rất là nhỏ thôi, để chúng ta có thể sở hữu là những người sở hữu tuyệt vời nhất. Và đặc biệt là nếu như anh chị nào mà đặt cọc sớm và sẵn sàng để có thể tham dự chương trình học này thì anh chị sẽ nhận được rất nhiều các cái phần quà tuyệt vời dành cho những anh chị thực sự quyết tâm và mong muốn là đăng ký sớm cái khóa học này. Và tất cả những phần quà tuyệt vời đấy tôi sẽ nói ở trong cái video sau này, tôi sẽ nói ở trong video kế tiếp sau cái video này, thì các anh chị sẽ biết được là những cái phần quà tuyệt vời như thế nào nếu anh chị thực sự đặt cọc ngay khi mà anh chị đang xem cái video này cho chúng tôi trong ngày hôm nay. Và cái cách nếu các anh chị thanh toán thì anh chị có thể thanh toán bằng hình thức là tiền mặt, thì các anh chị có thể là gì ạ, liên hệ lại để chúng tôi có thể giúp cho các anh chị là gửi cái cách thanh toán, anh chị gửi lại chúng tôi địa điểm, cái thời gian, rồi cái số điện thoại của anh chị để và địa điểm của anh chị để chúng tôi sẽ hướng dẫn, và chúng tôi gì ạ, chúng tôi sẽ đến để có thể là nhận tiền mặt giúp cho tất cả các anh chị. Hoặc các anh chị có thể thanh toán bằng cách là thông qua các việc là thanh toán bằng tài khoản, thì anh chị có thể sử dụng cái thẻ chuyển khoản nội địa hoặc là chuyển khoản quốc tế. Nội địa thì anh chị có thể gì ạ, anh chị tham dự vào đăng ký cái internet banking và anh chị sẽ đăng nhập vào đó, anh chị sẽ chuyển tiền theo thông tin số tài khoản ở bên dưới của chúng tôi. Hoặc là anh chị có thể dùng thẻ master hoặc là thẻ visa, thì anh chị có thể nhập vào những con số và đặc biệt là nhập thêm ba cái số ở phía đằng sau cái thẻ của anh chị nữa để anh chị có thể chuyển khoản và thanh toán trước cho cái khóa học này. Thì rất nhiều các khóa học và rất nhiều những cái phần quà đằng sau cái việc mà anh chị thanh toán trước trong cái tuần này, sau khi mà anh chị đang xem video này, sẽ được dành tặng cho những anh chị đó. Và đương nhiên rồi, thì những cái phần quà đặc biệt này chỉ dành cho những người mà đăng ký sớm thôi, hoặc là thanh toán hoặc là đặt cọc sớm thôi. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã xem video này, và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở trong video sau. Và nhớ rằng đừng bỏ lỡ cái cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể thay đổi cuộc đời chúng ta, tăng thêm cái thu nhập của chúng ta, và nó dạy cho con cái chúng ta, chúng ta có một cái cuộc sống đọc báo trong phim. Và việc chúng ta không bao giờ chúng ta cần bất kỳ một ai có thể phiên dịch, và tự mình có thể đọc hiểu được mọi tài liệu, nói chuyện được với mọi người khác với một cái chi phí rất là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả anh chị và hẹn gặp lại ở trong video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.